mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu của Sunny nha. Thì mấy ngày nay sau khi bản cập nhật á, thì cái chuyên mục về cái việc đi bắt lá phong với mở hộp lá phong nó khá là nổi. Và thật ra mình cũng mấy bữa qua cũng tập trung đi bắt lá phong là nhiều. Nhưng mà thật ra thì ngoài cái những cái tính năng mới được cập nhật trong cái bản cập nhật vừa rồi á, mình còn chú ý tới một cái tính năng khác nữa, đó chính là tính năng nhà nổi tiếng. Không biết là mọi người có biết không, thì trong cái phần tiệc tại nhà á, chúng ta có một cái mục là nhà nổi tiếng này. Thì hồi trước á, mình khá là hay đi review nhà của mấy anh chị hoặc là nhà mấy bạn người lạ. Thì lâu rồi mình không có làm cái chủ đề đó nữa, nhưng mà thực sự là mình rất là thích đi xem nhà mới hoặc là nhà đẹp nha. Vậy nên là mình nghĩ là thời gian sắp tới thì mình sẽ trở lại với cái chuyên mục series đó. Nhưng mà trước khi để mà trở lại cái chuyên mục đó thì mình sẽ bắt đầu với một cái video đó đơn giản hơn, đó chính là hôm nay mình sẽ thử tham quan ba nhà trong top nhà nổi tiếng, xem thử là vì sao nhà của mấy anh chị đó lại được rất rất là nhiều người vào nha. Nhưng mà trước khi bắt đầu vào chủ đề chính của ngày hôm nay thì đợi mình một xíu, mình sẽ làm một vài công việc hàng ngày cùng mọi người ha. Chốt tụi mắt nè, đừng quên trượt xuống dưới cho Nhi một nút like và bấm vào nút đăng ký để xem những video mới nhất của Nhi nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành, have a nice day. Đầu tiên trong phần hộp thư, hôm nay chúng ta có một hộp đá quý may mắn. Và để xem thử là hộp đá quý may mắn hôm nay Nhi ra bao nhiêu viên kim cương ha. Hồi sáng có bạn Nhã viết cho mình ở trên cộng đồng Sunny Trang là ra 77 viên kim cương mọi người à. Có lẽ nào? Có lẽ nào? Wow, 13. 13 cũng ok, tạm chấp nhận được nha mọi người. Ok, vậy thì để xem thử hai nick phụ của tôi ra bao nhiêu viên kim cương ha. Cùng đi thôi. Ủa hai Sunny, lâu ngày quá ha. Nhân phẩm dạo này tàn quá, mình mình lơ luôn mọi người. Nên là thôi mở vội nha, xem hộp đá quý ra bao nhiêu viên kim cương. Wow, đúng là nhân phẩm càng ngày càng tàn nha Sunny. 8 viên hả, tạm biệt em. Chị qua Sunny Chan đây. Hello cả nhà yêu, Sunny Chan vừa từ trên trời rớt xuống đây. Ok, nhân phẩm, test nhân phẩm lại với Sunny Chan nào. Từ cái hồi mà ra xe tới giờ chưa thấy ra là cái gì hên nha. Rồi hôm nay ra hên với hộp đá quý may mắn nè. 2, 3, vô. Không thể tin vào mắt mình được. Mình bị đuôi hay sao? Không thấy gì hết. Sao vậy? Sao dạo này tan quá vậy? Từ lúc ra chiếc xe là không thấy nhân phẩm đâu nữa hết rồi. Trời ơi. Thôi su cà na quá, trở lại đích chính thôi. Đây, tiếp nối với chuyên mục làm công việc hàng ngày thì tất nhiên là trong cửa hàng chúng ta lại phải mở hộp vịt. Hộp vịt hôm qua mình ra 10 viên kim cương á mọi người, tại mình không có quay được cho mọi người thôi. 10 viên hôm nay được bao nhiêu? 20 viên nha. Được cái nịch đó nhì, không phải ra kim cương chứ. Tiền sao? Kim cương. Ui, kim cương thiệt nè, 3 viên kim cương rồi. 3 viên kim cương. 20 viên đi mà, thôi 20 viên nè. 20 cũng được đi. Ui, 5 viên nữa. Vậy là mình cũng được 8 viên vậy. Ê, bữa nay 5 viên ra nhiều nha. Hôm qua mình cũng ra 2 lần 5 viên á. Xịn. Và tại vì hôm trước mình không có làm video về gameplay together, nên là có một cái hộp kỳ lân mình cũng chưa cho mọi người coi nữa. Nhưng mà báo trước là nó cũng không có khá khẩm mấy, thôi mọi người xem cho vui ha. Cái hộp của tôi đây rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bóc thăm kỳ lân cầu vòng bên đích chính nha mọi người. Vô nè, con kỳ lân. Nếu mà có xuất hiện kỳ lân thì nó cũng sẽ không xuất hiện trên cái nick này, mọi người hiểu không? Nó sẽ xuất hiện một trong hai cái nick kia. Ok, bây giờ kiểm chứng thử xem hai cái nick kia có ra được cái con kỳ lân không nha. Ok, vào việc thôi. Xem thử là nhân phẩm Sunny có mở ra được con kỳ lân không? Game sẽ trả lời là có cái nick. Không ấy cho ra cái cửa sổ nó còn xịn hơn cái vách ngăn này. Cái vách ngăn này làm gì được đâu. Ai gọi Sunny Trang đó, có Sunny Trang đây. Ok, vào việc luôn thôi mọi người ơi. Đừng có ra cửa sổ, đừng có ra cái vách ngăn nữa nha. Kỳ lân nha mọi người, kỳ lân. Không còn gì để nói thêm hết mọi người. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Nó cũng là tầm thường thôi, không có gì hết. Thôi bây giờ chúng ta đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay ha. Để xem thử tiệc tại nhà hôm nay nhà nổi tiếng là có ai. Mấy cái nhà ở bên một trái tiệc tại nhà người ta sắp lộn xộn thôi à. Do cái tiệc của mình mở là đang ở bên Hàn Quốc, bên Đông Á, nên là cái nhà ở đây nó sẽ là toàn mấy bạn bên Đông Á. Ui, cái nhà này đẹp thế. Ui,
Ủa cái nhà bạn nào mà đẹp thế này? Ê, mình tham quan thử nha. Ê, mình tính là mình tham quan nhà nổi tiếng thôi, nhưng mà cái nhà này cái gì đây đẹp thế, mình cũng muốn vào xem thử nữa. Ồ, bạn này tên tiếng Hàn mình không có biết đọc, chắc phải nhờ chị Tiêu dịch quá. Ồ, nhà ba sáu kim cương à, lộn gì 36 á, 36 tiền sao đúng không? Ê, xịn thế mọi người. Rồi sao nữa, rồi sẽ ồ wow, trời ơi, người ta xây kỳ công dữ vậy kìa. Má ơi, sao cái con đường nó lên cái chỗ đó nó... Ủa từ từ khoan, để mình cho bạn 10 sao đã nha. Người lương thiện đi vô không cần xem nhà cho sao trước. Nhưng mà tại sao cái nhà nó lại cao như vậy? Ui, lỡ rớt xuống làm sao mọi người. Ê, lỡ chạy bộ xong cái rớt xuống làm sao. Trời ơi. 12 o'clock midnight. Trời, có đẩy như vậy có phải khỏe hơn không? Sao bắt người ta chạy gì cho mệt vậy? Người ta rớt 2 lần rồi nha. Wow. Ơi ghê nha. Cái tòa lâu đài thì mình chưa thấy, mà mình thích là mấy cái đẩy này rồi nha. Kiểu khỏe mọi người. Leo lên cái là đẩy được lên phía trên luôn. Nữa hả? Qua lô. Ủa rồi chừng nào mới lên được thấu trên đó? Lại tua tiếp nè. Cái kiểu này mà leo được lên trên đỉnh cái mà chưa tới thấu nơi, cái rớt xuống là không muốn leo lên lại luôn á. À đây rồi mọi người ơi, có rồi, thấy rồi nha. Đừng rớt nha mấy má. Lại hồn lại dí, đừng để con rớt nha. Ui, nhìn từ dưới lên trên đẹp lắm luôn á mọi người. Ê, công nhận bạn này đỉnh dã man ý. Trời ơi, có cái nhà kìa. Ê, mình hai cái này hay nha. Cái tính năng cập nhật, bỏ cái anh bìa vô mình mới cảm nhận được là mình sẽ biết được nhiều cái nhà xịn hơn. Ê, cho phép mình đứng đây mình chụp cái ảnh nha mọi người. Ê, kiểu này mình lỡ rớt xuống làm sao ta? Ồ, mình phải chụp được trước khi mà mình rớt xuống mọi người ạ. Trời ơi, quá đỉnh rồi má ơi. Ok, 3 quận 7 vía, xin đừng để cho con rớt xuống nha. Con mà rớt xuống cái là con... À không, cái này không rớt được đâu nhở. Cái này nó liền nhau mà đúng không? Ủa hú hồn, cái này mà cho tôi nhảy là kiểu gì nó cũng rớt xuống nha mọi người. May quá nó liền nhau mọi người ạ. Nó phải rất là quan trọng. Ủa, trời ơi. Em ơi, mấy cái tượng này mình nhớ đâu, nó có đâu có rẻ đâu mọi người. Trời ơi, mà bạn xây quá trời cái tượng này. Con lần chắc đúng mấy bạn cười chết. Nhưng mà nhìn nó kiểu mấy cái tượng Ai Cập ấy, xịn nha. Kìa, trên kia nữa kìa. Wow. Giờ mà bạn tiết lộ được cái số tiền mà bạn xây cái này, chắc mình bổ ngữ quá mọi người. Chắc bằng tiền cộng lại từ cái hồi mình mới chơi game giờ quá. Nhưng mà giờ làm sao lên đó? À không lên được hả? Ủa, nó chỉ vậy thôi đúng không? Không, mình nghĩ là phải có cách lên chứ nhờ. Có lên được không? Có lên được không hay là nó chỉ vậy thôi? Phải lên được chứ đúng không? Anh đây rồi. Không. Ôi là trời. À, nhưng mà chắc là không lên được đúng không? Thôi mình tham quan nhà cũng vậy cũng vui rồi mọi người ha. Mình chuyển nhà nè. Chứ giờ mình lên lại chắc mình chết. Ok, mình chuyển nhà nha mọi người. Giờ mình mới chính xác là đi tham quan nhà nổi tiếng nè. Nhà đầu tiên là nhà của chị Dusita. Đọc là sao ta? Dusita hả? Không biết nữa. Nhưng mà nhà chị có tới 74.000 lượt vào nhà nha. Cái này phải lượt vào nhà không ta? Không biết nữa. Coi vậy đi. Ok, thì mình sẽ vào xem thử là nhà chị như thế nào hen. Để mình sẽ... Wow, rừng rộng Amazon. Wow, ủa là trời, chú không à gì, chú quản gia đâu rồi? Cái sân khấu này là chú quản gia của em đâu? Ui, à thấy quản gia rồi nè. Đứng đây là thấy quản gia nha. Thì phía sau này là chị lắp một cái tường mà kiểu tường... À có bác cua kìa. Cái tường mà kiểu bằng cây thông đèn á. Cái này thì nhiều tiền lắm mọi người ạ. Chị này chắc chơi hệ giàu sang. Cái này là cái biển Yosemite Safari nè. Thì đây có một cái khu kiểu là rừng vừa nhiệt đới mà vừa có mấy cái ghế mà kiểu như là ghế nằm bãi biển rồi đó mọi người. Ôi trời ơi, cái xe này là em nhớ là nó bán bằng thỏi vàng đúng không? Mình biết tại sao mọi người lại vào nhà này nhiều rồi. Tại giàu á mọi người. Ôi trời, phải công nhận chị giàu nha. Bên này là khu cho thú cưng. À có mấy cái máy mà đánh đấm rồi nè.
Tại mình không có tiền mua mấy cái này, cái không biết mấy cái hiệu ứng của mấy cái que này mọi người ạ. Nhưng mà chắc là sắp tới mình cũng sẽ mua á. Ui, chị ơi chị, trời chị có con rồi mọi người ơi. Ô là trời, chào quá chị ơi. Rồi, chị mua hẳn 3 chiếc luôn, 3 loại luôn, mua hết cả 3 loại luôn. Rồi em hiểu luôn, chị này là chị dân chơi thầy nạp rồi mọi người. Quá trời quá đất rồi. Bên này là có cái giường ngủ của cái mũi sói vừa rồi nè. Cái này là trong cái mùa nội thất kỳ lân. Ghế này thì mùa nội thất bánh ngọt. Rồi bên này là cái nội thất bói toán nè. Thuyền đó hình như là một cái mùa VIP pass hay là một cái gói gì đó trong quá khứ mà mình không nhớ, không biết mọi người ơi. Còn rồi, hai cái con gấu bông bự thế này là mua bằng thỏi vàng nha mọi người, 100+ thỏi vàng nha. Chị ơi, chị giàu quá. Ôi, mình thật sự rất là thích cái nội thất Safari vừa rồi á mọi người, nội thất rừng nhiệt đới á. Nhưng mà tại không có mua, tại nó bán bằng tiền á. Nhưng mà chùa nhìn lại đẹp ha. Ơi đẹp quá à. Nó bán lại cho mình mua quá à. Nó xinh ghê luôn á, coi nè. Cái cầu xinh dã man. Cái này nữa. Còn bên này là cái gói gấu trúc rồi. Ok. Rồi à, chị chỉ thiết kế cái khu trước đó thôi, còn chị sẽ không xây ở trong cái phía sau mọi người ạ. À, ở phía dưới là cá mập. À, chị mở quá trời mấy cái hộp đại dương ra, quá trời cá mập kìa mọi người. Ê, hay ha, kiểu như mình rớt xuống biển là mình sẽ bị cá mập ăn ấy. Mọi người biết rồi đó, mình bắt cua mà mọi người thấy lúc nãy không? Mình bắt cua rất là sida nha. Nên là mình nghĩ là mình sẽ bỏ qua cái phần bắt cua này. Không biết là phía trên đó, ngang đó không có gì hết mọi người, chỉ là lên cao thôi à. Nên là thôi mình sẽ bỏ qua cái phần mặt cua nha. Ngang đây mọi người cũng có thể thấy được cái khu mà chị để co ở dưới đó rồi kìa. Sẽ đến tiếp với nhà số 2. Xem nhà số 2 là nhà của ai đây? Của Phương Thảo. Ồ cái chị này cũng úi. Trời ơi, mình tính nói là nhà chị phía trong kia chắc không có gì, mà mình nhìn lên mọi người xem kìa. Cá voi sát thủ kìa. Ê, hình như là mình có con cá voi sát thủ nào chưa ta? Ủa mình chơi game mà mình không nhớ nữa Nhi. Ủa Nhi nít Nhi luôn á. Không nhớ mọi người ơi. Hiện tại trong nhà đang có hai người. Ui bên này à, đúng rồi, bên này là cái show ghép đôi á. Thành ra mình nghĩ là nếu như mà mỗi lần mở tiệc nó sẽ đông, vì rất là nhiều người ghép đôi á mọi người. Ê mà đông nha. Kiểu mà để hết tất cả những cái bạn ngồi đây á, xong cái ghép đôi, chương trình ghép đôi là nó hoành tráng lắm luôn á. Lòng ngồi vào ghế trắng, MC ghép trước. Nhớ hợp tác với MC mới hết FA nhé. Rồi khi nào chị mở thì em vào lại nha. Ok, thì đây là cái đường mà được bao bằng cái nội thất đám cưới. Cái nội thất này đắt lắm luôn á mọi người. Đó thì sẽ có 4 cặp ngồi trên này ghép đôi hả? Ghê 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 nha. Wow, ghép đôi xong cái vô động phòng luôn hả chị? Phải không? Không biết nữa, nhưng mà trong này là một cái phòng ngủ nha. Bên này là cái phòng gì? Bên này cũng là một cái... Ui, bên này là một cái phòng khách mọi người ạ. À không, cũng phòng ngủ luôn. Kiểu phòng ngủ mà hơi hướng khách sạn ha. Santorini nè. Ồ, chắc là kiểu mà ghép đôi xong thành công cái vô động phòng luôn đó mọi người. Bên này là có cái bar. Wow, cái bar tức là kiểu mấy bạn mà vô đây không thích ghép đôi, có cặp rồi thì qua đây quẩy bar cũng vui nè. Oh wow, xe xịn nha mọi người. Có bà cua luôn. Trời ơi, lại có bà cua, nhưng mà em không đam mê bà cua nên em không bỏ bà cua lên đó đâu. Nhưng mà mình nghĩ là cái khu nhà của chị sẽ phần lớn là dùng để mà ghép đôi á. Kiểu như là các bạn vào đây để mà tìm kiếm nửa tình yêu của mình rồi đó. Nhìn cho mấy bạn ế nha. Thì á, ai mà còn ế giống mình thì ở canh lúc nào bạn này mở, chị này mở tiệc thì mọi người vào ha. Ok, đó là nhà thứ hai trong nhà nổi tiếng. Vậy thì chúng ta sẽ đến với cái nhà thứ ba. Nhà của bạn Lucifer. Bạn này là chắc người nước ngoài ha. I will have it on rồi nè. À không, mà bạn này người Việt, yêu bun nè. Thả 10 sao, một tim trước khi leo nha. Ủa nhưng mà đâu có mở tiệc đâu sao thả. Bắt cua lên đỉnh nhận quà vàng. À, trời ơi, cao quá. Tức là cái bạn này sẽ được nhiều người vào, bởi vì những bạn họ chơi bắt cua giỏi và họ muốn có thêm thỏi vàng thì người ta sẽ vào đây leo. Nhưng mà trời ơi, tất nhiên là không dành cho mình rồi trời ơi. Ui bạn này bét. Ú trời, bét ghép rồi quá trời luôn nè. Ê, mấy con mèo con chó này xịn quá à. Ê, tự nhiên cái cũng làm đam mê mình muốn đi ghép bét lại trở lại luôn á. Ê, chắc là mình cũng sẽ đi dồn pet mọi người ạ. Mình cũng sẽ đi dồn pet để mà mình nâng cấp nha. Ok luôn. Nhưng mà ui bên này có một tòa nhà băng. Ú, bên này có một tòa lâu đài băng nha mọi người. Trời ơi, hai con rồng.
hai con rồng bằng thỏi vàng đúng không? Đúng không? Cái này bật đèn được mà. Đó, trời đúng rồi. Cái này bằng thỏi vàng nha mọi người. Trời ơi. Sao ai cũng giàu hết vậy ta? Có bán pháo hoa nè mọi người. Đó. Đây đó, cái tòa là cái tòa đó lại bằng bật đèn lên đẹp á mọi người. Wow mọi người ơi, xinh nha. Trời, Hiếu nó cũng đam mê mấy cái tòa lâu đài bằng băng lắm á mọi người. Ok, còn bên này bật cua đúng không? Mặc dù không lên cao được nhưng mà lên được ngang đầu lên ha. VIP Pass. Wow. Trời ơi. Chân chưa hiện nạp đây rồi. Em ơi, xinh thế. Mùa tình yêu, lễ tình nhân nè. Mùa Batman nè. Mùa nhạc rock nè. Mùa xứ sở thần tiên nè. Mùa gì đây? Mùa cứu hộ gì đó. Mùa vũng nước nè. Không nhớ tên nha, biết quen nhưng mà không có nhớ tên. Quá trời mùa VIP Pass luôn mọi người ơi. Trời ơi, bạn này hẳn là rất là giàu luôn. Trời ơi, quá trời bạn giàu. Mới ba cái nhà đầu cái khu nhà nổi tiếng thôi mà sao giàu quá trời. Nói chung là bên này bạn xây bar với là xây cái khu tắm bể bơi cũng xịn đó mọi người. Ok, còn trên này là bà cua mọi người ơi. Trời ơi mấy nha. Ngay cái đầu tiên là đã rớt rồi mọi người ơi. Mình không có phù hợp để bà cua. Ai lên được đó có gì rồi thì comment nói cho mình biết với nha. Tôi không ai dân chơi hệ bà cua mà lì. Ngoài kia có cái gì vậy? Ủa? Cái gì ngoài kia vậy? Mình ra xem thử nha. Ừ thì mình cũng tham quan được ba cái nhà của cái một nhà nổi tiếng với là cái nhà kiến trúc đẹp ở bên Hàn Quốc. Thì mình thấy là các bạn sẽ đa phần làm nhà theo kiểu là sẽ show những cái gì mà mình đã đầu tư, với là kiểu nhà mà kiến trúc vĩ mô là chính đó mọi người. Mình lại thích cái kiểu nhà mà nhà thường hơn. Thành ra nếu như mà bạn biết là chủ nhân của nhà nào mà xây nhà theo kiểu nhà thường thì hãy nói cho mình biết nha, mình cũng muốn tham quan mấy nhà đó nữa. Còn ngoài này là gì đây? Nào, ở kìa, người ta cũng bơi lội ra đây mà có cái nịch. Tức ghê á ông bà già. Mấy bạn đừng bơi ra đây nha, tôi báo trước rồi đó. Ai mà vô nhạc cái bạn Lucifer này đừng có bơi ra đây nha. Có cái gì có cái nịch thôi. Ok, cuối cùng cũng xong video. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem Mai Nhi xùm xí vậy nha. À, ngoài ra Nhi còn có một cái kênh YouTube là về làm việc cá nhân, vlog cá nhân nữa, là cái kênh Cindy Trang này. Thì mỗi tuần thì Nhi vẫn đang cố gắng lên một video, thế nên là mọi người hãy ủng hộ cho Nhi nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Tạm biệt mọi người. Sayonara.